xin chào các bạn ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái microphone dùng trong quá trình chúng ta podcast tức là đọc truyện livestream talkbox và đàm thoại Những microphone này thường thường nó sẽ có cấu tạo khác hẳn so với những loại microphone thông thường Và trong video này không chỉ nói về việc uh, cấu tạo của nó cũng như là cách nó hoạt động như thế nào Mà mình cũng sẽ so sánh nó với các dạng microphone thông thường Và liệu nó có thể sử dụng trong quá trình chúng ta dùng trong hát không ngoài việc chúng ta postcast ra Thì đó chính là chiếc microphone Ford Mic đến từ hãng Rode Nào chúng ta cùng vào video thôi Và âm thanh các bạn đang nghe đây chính là âm thanh đến từ cái Rode Mic này Và bạn sẽ cảm nhận như thế nào Tất nhiên là trong quá trình này thì mình cũng sẽ nói trước qua về vấn đề liên quan đến mic uh, dynamic và mic condenser có gì khác nhau. Tương tự như chúng ta biết đó chính là mic đàm thoại, mic podcast, mic uh, livestream hoặc là những mic dùng trong quá trình chúng ta trò chuyện thu âm, đọc truyện, thường thường người ta sẽ sử dụng các mic liên quan đến dynamic. Lý do tại sao người ta sử dụng mic dynamic? Bởi vì mic dynamic có cấu tạo khác hẳn so với mic condenser. Mic dynamic là mic gọi là moving coil tức là nó sẽ có một cái cuộn dây đồng nó cuốn quanh một cái cục nam châm. Và khi dây đồng di chuyển quanh nam châm nó sẽ tạo ra dòng điện, bởi vậy là dòng điện Điện của cái microphone dynamic thường thường là dòng điện nó tự sinh ra và nó có cường độ rất là yếu. Bởi vậy là mic dynamic đa phần là chúng ta khi kết nối chúng ta sẽ phải vặn cái gain rất là to hoặc là chúng ta phải sử dụng các thiết bị preamp bên ngoài. Trong khi đó mic condenser thì khác. Mic condenser thì chúng ta cấp điện nguồn điện 48V, nó sẽ tạo ra môi trường điện dung giữa hai mặt uh, kim loại và điều đó là nó sẽ phản hồi với âm thanh không khí của chúng ta sẽ tốt hơn. Các bạn hãy tưởng tượng như này, mic dynamic nó là sự di chuyển của cái lõi dây đồng và rõ ràng lõi dây đồng này sẽ phản ứng với không khí và vì thế nó có sẽ có một độ lì nhất định hay nói khác là các bạn hãy tưởng tượng rằng là cái độ lì đó nó giống như một cái máy nén compressor một cách tự nhiên phổ thông đến từ cái microphone của chúng ta và điều đó dẫn đến đó chính là nó bắt cái âm thanh ngoài thực tế của chúng ta bị giới hạn hơn rất nhiều về mặt cái biên độ âm lượng của nó biên độ âm lượng của nó còn đối với mic condenser do nó uh, có môi trường điện dung nên nó tương tác với không khí là tương đương như nhau chúng ta nói to chúng ta nói nhỏ nó đều hoàn toàn tương đương với nhau và chính bởi vậy là những cú bật khi chúng ta nói to đối với microphone condenser nó hoàn toàn nổi trội hơn so với Mic Dynamic. Khi chúng ta dí miệng lại sát Mic Dynamic các bạn sẽ thấy là hầu như Mic Dynamic chúng ta chỉ là âm thanh là ấm hơn thôi và âm thanh những tiếng bật như là nó không bị chói, không bị bật, không bị quá mạnh giống như Mic Condenser. Trong khi đối với Mic Condenser mà khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta thì nó sẽ rất là kiểu bị bật rất là lớn, bị bật rất là lớn ok vậy thì cái tính chất nó khác nhau như vậy vậy thì nó ảnh hưởng gì đến trong quá trình chúng ta thu âm tại sao thu âm podcast truyền hình trực tiếp hoặc là live stream hoặc là đọc truyện người ta hay sử dụng mic uh, diamondic nhiều hơn bởi vì lý do sau khi chúng ta di sát lại mic diamondic thì nó có một hiệu ứng gọi là hiệu ứng proximity tức là hiệu ứng âm thanh cận hiệu ứng âm thanh cận này đối với tất cả loại mic đều như nhau tuy nhiên nó kết hợp với độ lì của âm thanh khi nó tiếp cận cái biên độ âm lượng lớn nó sẽ làm cho âm thanh nghe dịu hơn và bởi vậy là khi chúng ta postcard với các dạng mic dynamic này thường thường chúng ta phải di sát lại gần và thứ hai là âm thanh nghe cho ấm hơn dày hơn và chất lượng tốt hơn nhưng trong khi đó thì cũng với khoảng cách đó mà chúng ta thua âm với mic condenser thì nó sẽ tạo ra cái độ bật nhiều hơn. Và điều đó có nghĩa là gì chúng ta phải dùng mic những cái gọi là bộ lọc filter như thế này để chúng ta tránh cái việc bật đó nhưng cái việc lần này nó chỉ là hạn chế ở mức tạm thời thôi. Đặc điểm thứ hai của cái mic uh, dynamic và condenser nó khác nhau, đó chính là do nó cấu tạo khác nhau như thế nên khả năng độ nhạy với không khí độ, độ nhạy với âm thanh nó cũng hoàn toàn khác nhau. Với mic dynamic các bạn phải cố gắng để mic thật gần mới thu âm một cách chi tiết được và âm thanh nó sẽ được đồng đều hơn và chi tiết hơn và ổn định hơn trong khi đó với khoảng cách xa hơn thì mic diamondic nó sẽ thu yếu hơn trong khi đó với mic condenser thì mà nói thì nếu mà chúng ta thu âm gần thì nó không hề tốt tí nào hết Thu em gần có thể cho các bạn âm thanh rất là tốt nhưng các bạn hãy tưởng tượng rằng lượng diamond nick di chuyển lên xuống nó bị đột ngột và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mixing rất là khó và xử lý âm thanh rất là khó sau này. Vì thế để thu mimic condenser tốt thì cường thường cũng là phải giữ một khoảng cách nhất định và thường thường mọi người sẽ nói là khoảng cách nó khoảng tầm trên một găng tay, tức là khoảng tầm 20 cm để chúng ta thu âm tốt. Vậy thì mỗi cái mic có đặc điểm khác nhau như vậy bởi vậy là các bạn có cái phương án thu âm nó cũng hoàn toàn khác nhau vấn đề tiếp theo nữa đó chính là vấn đề thu âm liên quan đến môi trường của chúng ta giả dụ bình thường các bạn ở nhà điều kiện kinh tế thấp thì các bạn thường thường các bạn sẽ không có căn phòng nó được uh, cách âm tốt uh, triệt tiêu những cái cú phản xạ hầu như là căn phòng của chúng ta sẽ có độ vang rất là lớn căn phòng của mình đây thật ra nó cũng có một độ vang rất là nhỏ nhưng mà nó không phải ở độ vang gây ra cái tiếng ồn khó chịu bởi vậy là âm thanh ở trong phòng của mình nó khá là tự nhiên Nó vẫn vang nhưng mà nó không bị kiểu vang khó chịu Tại những cái tần số mà liên quan đến giọng, hạ giọng hát, giọng đọc của chúng ta Cái này thì các bạn phải, phải nghiên cứu về vấn đề liên quan đến phòng thu Tất nhiên là các bạn có thể thấy rằng là cái việc uh, nhạy cảm của nó với âm thanh nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với mic dynamic các bạn sẽ thấy là không gian môi trường nó hoàn toàn bị loại bỏ còn đối với mic condenser không gian môi trường thì nó sẽ thu âm chi tiết tại vì nó có độ nhạy với không khí không khí nó như thế nào và nó độ nhạy và nó điều đó nó cái gì Uh, thông thường khi chúng ta thu âm với condenser các bạn phải cố gắng có một cái căn phòng cực kỳ tốt Trong khi đó với dynamic thì các bạn cũng không cần phải tốt lắm Các bạn chỉ cần uh, giữ một khoảng cách nhất định các bạn nghe cảm thấy ổn là ok rồi Và điều đó dẫn đến một việc đó chính là lựa chọn microphone nào dùng cho quá trình thu âm của các bạn Hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc là các bạn đang sở hữu căn phòng như thế nào Điều kiện của các bạn ra sao rồi tất cả mọi thứ Chứ không phải là cứ chúng ta dùng mic condenser mà chúng ta lại tốt về cái mic Rode mic này nếu mà các bạn muốn xem uh, một cái video về test Thì mình nghĩ là các bạn nên xem chàng trai này Đây là một chàng trai mà mình nghĩ là hầu như tất cả các microphone Anh ấy review rất là tốt với chất lượng cực kỳ cao Khả năng xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến âm thanh uh, của anh ấy rất là tốt Từ tín hiệu đầu vào đầu ra và những cái nhận xét mình cảm thấy rất là ok Trong dàn mic post mic dùng để chúng ta nói chuyện talkbox này Thì có rất nhiều các cái uh, dòng mic khác nhau và bạn có thể nghe thấy rằng là Uh, không phải cái microt mic này là nó là nhất nhưng mà nó mình cảm thấy là microt mic này nó cho một cái âm thanh rất là trung tính và điều đó là mình rất thích trong khi đó thì có những dòng nó cũng tương tự giá như thế thôi nó cũng giá như thế thôi nhưng mà mình cảm thấy là nó 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 sẽ kiểu có những cái đặc điểm mình không thích nên là việc chọn mic tùy thuộc vào cái ý định của bạn có những mic nó giải tần số cao bắt tốt có những cái bắt tốt vậy thì đó là đặc điểm khác nhau giữa mic uh, diamondic và mic condenser vậy mic dùng trong podcast có gì khác bạn có thể thấy rằng là đây là một mic drop mic với giá trị rất là rẻ, tất nhiên giá rẻ thì nó không bằng con su SM7B rồi. Thông thường đi khi podcast các bạn thấy là hầu như họ sẽ sử dụng con microphone rất là nhiều tiền để cái cái khả năng thu âm rất là tốt và mình cũng công nhận rằng là mic SM7B mà dùng cho quá trình podcast thu âm giọng hát đều rất là rất là ok. Và mic post mic này thì nó sẽ có một cái đặc điểm rất là 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 các bạn sẽ cảm thấy rất là không vui và khó chịu bởi lẽ là khi chúng ta nhìn vào giải tần tốc đáp ứng các bạn sẽ thấy là một số giải tần nó được cộng lên một số giải tần nó được cộng xuống và nó không được cân bằng ở các giải tần khác nhau trong khi đó là con mic S sm b nó rất cơ bản hơn và mic và mic condenser xml 770 này thì giải tần ở phần chung của nó khá là cân bằng đa phần mic condenser thì nó sẽ tăng cái phần giải tần ở phía cao nhiều hơn và điều đó âm thanh chói ở phía cao nhiều hơn và âm thanh chói cộng hưởng ở phần cao nhiều hơn thì đòi hỏi căn phòng của các bạn phải được triệt tiêu âm thanh tốt hơn cũng như thiết bị các thu âm tốt hơn để tránh phần vấn đề âm vang cộng hưởng căn phòng các bạn sẽ thấy rằng hầu như những người thu âm không có kinh nghiệm thì âm thanh ở phần cao Uh, nó vấn đề không phải đến từ microphone mà vấn đề đến đến từ căn phòng của bạn đến từ kết nối dây cũng như là cài đặt các tín hiệu âm thanh lúc ban đầu để các bạn thu âm hầu như những cái vấn đề đến từ microphone condenser rất là nhiều trong khi đó đối với microphone dynamic các bạn sẽ thấy rằng dù nó lòi lõm như vậy nhưng âm thanh nó khá là tốt thì đó là những cái vấn đề khác nhau thì mình hơi lằng nhằng một tí đó là những vấn đề khác nhau liên quan đến mic dynamic và mic condenser để chúng ta có thể lựa chọn trong quá trình sử dụng thì bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính đó chính là chiếc microphone này khi các bạn đã có một cái nhận định đúng rồi, cái quan điểm đúng về tất cả vấn đề rồi thì bạn sẽ nhận định nó tốt hơn uh, và so sánh. Cái microphone tốt hơn, bạn có thể thấy là con Rode Mic này và con uh, XM L770 này nó có giá tiền tương đối với nhau. Nhưng mà một cái là condenser, một cái là dynamic. Rồi, và các bạn thấy như là mic post mic này nó có cấu tạo rất là là đẹp nó rất là chắc chắn các phần vỏ rồi kim loại rồi uh, những cái đường bọc chi tiết của nó rất là cứng cáp chắc chắn bạn có biết cái cân nặng của cái, cái mic uh, Rod Sports Mic này bao nhiêu không đó chính là gần một cân nó chính xác đó chính là uh, 973 gram tức là gần một cân 973 gram tức là gần một cân và thép của nó cực kỳ chắc chắn cầm cực kỳ lặng lặng hơn rất nhiều so với mic thông thường bởi vậy là khi chúng ta dùng cái này bạn phải có một cái giá đỡ nó phải cực kỳ uh, là, là là, là cứng cáp và khỏe mạnh rồi các bạn sẽ thấy là mic uh, Dynamic như kiểu này thường thường là mic post mic mic post card thường thường nó sẽ là uh, có cấu tạo đó chính là chiếc uh, phần thu âm nó sẽ làm ở phần đỉnh chứ nó không làm ở phần sườn Uh, bởi vậy sao lại vì nó chỉ cần thu âm một cái hướng nhất định và đó là thu âm cái giọng của chúng ta thôi nó tập trung vào giọng của chúng ta và loại bỏ tất cả những phần khung gian xung quanh đi trong khi đó đối với mic condenser các bạn thấy rằng là hầu như nó làm ở trục ngang và mic condenser thường thường là mic nó khả năng thu hàng trước thậm chí là thu hàng sau bởi vậy là nó khả năng thu cả môi trường nữa bởi vậy vấn đề môi trường đối với mic condenser cực kỳ là quan trọng đối với mic dynamic thì chúng ta không cần quan tâm điều đó tiếp theo đó chính là rig road mic là do nó lì với âm thanh nên các bạn thấy là độ nhạy của nó khá là thấp độ nhạy của nó đó chính là năm mươi bảy trên Volt tức là nó thấp hơn khoảng tầm uh, khoảng tầm hai ba chục so với decibel so với cái mic uh, condenser này bởi vậy là chúng ta phải dùng pream hoặc là khi chúng ta thu âm chúng ta phải vặn cái gain nó cao rất nhiều nhưng mà mình khi mình uh, chúng ta xin sử dụng các cái pream khi chúng ta kết nối với uh, condenser hoặc là dynamic các bạn phải chú ý rằng là độ nhiễu trên cái pream là như thế nào do nó tự sinh ra lòng điện nên dòng điện nó rất là yếu và việc cấp thêm Priam nó sẽ giúp tín hiệu của chúng ta ổn định hơn, tín hiệu trở nên sạch hơn. Ngoài ra nó còn thêm cái Centurion màu màu sắc nó khá tốt. Vấn đề là thêm Centurion màu sắc với Priam của mic uh, condenser và mic dynamic nó hoàn toàn khác nhau. Đối với mic dynamic nó là tín hiệu điện sinh ra một cách tự nhiên và tất cả mọi thứ như kiểu preamp nó cũng là thiết bị analog thôi và tất cả mọi thứ nó biến dạng một cách tự nhiên và đến đó bạn sẽ nghe thấy âm thanh nghe trở lên kiểu ngọt hơn và lanh canh hơn và kiểu thực tế hơn. Trong khi đó là mic uh, với condenser các bạn hay khi các bạn sử dụng preamp các bạn phải rất là cẩn thận với nó bởi lẽ là chỉ cần một chút sự biến dạng thôi thì những cái sự uh, tín hiệu xấu đến việc chúng ta thu âm nó sẽ vô cùng vô cùng được kích hoạt lên rất nhiều bria nó lâng tất cả những phẩm chất tốt và những phẩm chất xấu của âm thanh lên trong khi đó thì uh, mic uh, Dynamic thì nó ít phẩm chất xấu nên là nó sẽ kiểu cảm giác là mình sẽ cảm thấy nó trong hơn. Trong khi đó là mic condenser thì các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta các bạn cái preamp lên càng nhiều bao nhiêu cái tiếng vỡ, các bạn khi nghe nghe tiếng vỡ nó hoàn toàn khác nhau thì đó là cái điều các bạn cần lưu tâm. Tất nhiên là trong video này thì mình nói là review post mic nhưng mà mình nói khá nhiều vấn đề liên quan đến condenser và dynamic thì hy vọng các bạn cũng sẽ có một cái kiến thức tốt để chúng ta có thể lựa chọn mic không phải là cứ các bạn người ta bảo là mic condenser sẽ thu âm tốt, tốt hơn hay là mic dynamic thu âm kém hơn mà quan trọng đó chính là cái điều kiện chúng ta đang sử dụng căn phòng của chúng ta và lớn hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với mic Rode Mic này. Tại sao mình lại chọn Rode Mic này trong vô vàn những cái mic uh, về livestream và đọc thì thường thường là mình thấy là tại vì như này cái tần số đáp ứng mình cảm thấy là nó khá là ổn định và nó khá là tốt với cái giọng của mình. Và mình thích cái sự trung tính đó thì mình chọn thôi chứ còn uh, như mọi người biết là mỗi loại microphone nó có tần, tần số đáp ứng khác nhau nên là Tùy vào cái nhu cầu của mọi người Nên là cố gắng đi tìm hiểu uh, hoặc là nghe âm thanh Người ta đã làm rồi ở bên nước ngoài Để chúng ta có thể lắng nghe Rồi ngoài việc là thu âm, độ nhạy Rồi tất cả mọi thứ Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh trực tiếp Thì từ nãy đến giờ các bạn đang nghe âm thanh trực tiếp Đến từ miệng của mình nói với chiếc uh, Rode Mic này Và bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh của nó So sánh với âm thanh của con XML70 Bây giờ mình sẽ đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 10 Và các bạn hãy nghe lần lượt âm thanh từ Rosmix và âm thanh đến 770 Để chúng ta lắng nghe ở các khoảng cách khác nhau, ở các vị trí khác nhau Để chúng ta có thể so sánh và lựa chọn Và cứ tên căn phòng ở đây của mình cũng chỉ hơn căn phòng của các bạn Nếu các bạn có căn phòng tại nhà chẳng hạn, phòng thu âm tại nhà Thì nó cũng chỉ hơn các bạn một chút Đó chính là cái phần triệt tiêu độ vang ở căn phòng mình cũng mình làm cũng tốt hơn Tất nhiên là cũng có vang nhưng mà không quá nhiều Rồi bây giờ mình sẽ test và các bạn nghe những vấn đề như sau Các bạn nghe độ nhạy các bạn nghe cái sự uh, tăng giảm của tần số, các bạn nghe cái không gian môi trường độ nói đến từ uh, không gian như thế nào và từ đó các bạn sẽ biết là nó khác nhau như thế nào. Đây là chủ yếu là trải nghiệm thôi. Còn uh, với việc là review thì nói thật là mình cũng uh, chưa đủ khả năng để review đó. Bởi uh, vì review để review được một cái âm thanh tốt thì nó có phải có mình gọi có, có rất nhiều các cái microphone khác nhau để so sánh để các bạn có một cái chất lượng tại vì không phải ai cũng có XML 770 để mà sử dụng. Có thể họ sẽ sử dụng các microphone khác Và mỗi người sẽ có cái nhận định khác nhau Ok và bây giờ mình sẽ test microphone này 1, 2, 3, 4 Và mình đang nói chuyện với các bạn ở khoảng cách rất là gần Cỡ khoảng tầm 8cm Và bây giờ mình đang cố gắng di lại gần hơn Di lại gần hơn như thế này Khoảng tầm 8cm, 5cm Ok, đây là giọng đọc của mình Và các bạn nghe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và bây giờ mình đang di chuyển nó đến microphone XML770 Và bây giờ chúng ta đang nghe âm thanh khoảng tầm từ 8cm đối với XML770 Và các bạn nghe thấy âm thanh như thế nào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Và bây giờ mình sẽ thử nó với các độ bật liên quan đến những phần âm P Ví dụ như phở, phèo, pha, phối 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 ch, ch, Sao xăng sọc xích, sục xích xích xích. Sao xăng sọc xích, sục xích xích xích, sục xích xích xích, sục xích, sục xích, sục xích. Đó. Và bây giờ mình sẽ di chuyển microphone của mình đây xa hơn, khoảng tầm hơn một gang tay này để chúng ta nghe âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh đến từ Rode Mic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người có nghe âm thanh rõ không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đến microphone XML 770. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Các bạn nghe thấy âm thanh như thế nào Và bây giờ mình sẽ di chuyển xa hơn một chút Ở khoảng cách khoảng tầm hơn 1 mét như thế này Alo 1, 2, 3, 4 Pa, pi, po, pe, pi A, pi, plu, li, pla, la Alo 1, 2, 3, 4 Pa, pi, po, pe, pi A, pi, plu, li, pla, la Các bạn sẽ nghe âm thanh của mình như thế nào mic microphone Rode mic mic microphone XML770. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra xa hơn một chút. Các bạn hãy cố gắng khi nghe các bạn hãy nghe sự độ nhảy thay đổi về tần số cũng như là không gian môi trường. Quan trọng nhất đó chính là không gian môi trường bởi vì nó sẽ bắt nhận hay không là do không gian môi trường của chúng ta. Và bây giờ mình đang ở khoảng cách xa hơn. Khoảng cách này thì các bạn có thể hoàn toàn nghe thấy tiếng quạt, tiếng gió nếu như chúng ta kích cao cường độ âm thanh lên. Và các bạn hãy nghe thấy âm thanh nó khá là nhỏ, âm thanh còn có cả không gian phòng nữa hãy nghe không gian phòng hãy nghe không gian phòng và lúc này các bạn sẽ vô tình nhận ra một điều đó chính là mic microphone uh, dynamic hoàn toàn thu tốt ở khoảng cách gần nhưng khoảng cách xa hoàn toàn không tốt trong khi đó microphone và như các bạn nghe thấy đó do cái tính chất của hai cái microphone khác nhau lên khả năng thu âm của chúng hoàn toàn khác nhau và ứng dụng trong quá trình thu âm hoàn toàn khác nhau khác nhau và rõ ràng là đối với microphone diamondic nó khả năng là chống lại các độ bật nhiều hơn lên đa phần, đa phần, đa phần microphone diamondic sẽ uh, luôn luôn được thu khoảng cách gần như thế này và chúng ta có thể nói chuyện to nhỏ thoải mái thay đổi cường độ một cách thoải mái rất là vô tư luôn và chính vì vậy là microphone diamondic đa phần là sử dụng cho các âm thanh ví dụ như là tiếng kick tiếng slay, bởi lõ có khả năng độ bật rất là lớn đối với âm thanh của tách nó rất là nhanh bởi vậy là những nhạc cụ nhanh, khá khả năng cường độ mạnh, người ta hay sử dụng mic dynamic để sử dụng. Nhưng mà trong khi đó thì mic condenser nó lại không được làm được như vậy. Bởi vậy là mic condenser đa phần là sử dụng cho giọng hát hoặc là thu âm không gian của môi trường các bạn thấy là không gian môi trường thu âm rất là tốt và cũng như là để thu âm tốt với mic condenser thường thường người ta phải tạo không gian tốt trước sau đó một cái khoảng cách nó rất là ổn định giọng hát của chúng ta cũng phải giữ một khoảng cách rất ổn định đó vậy vậy thì khả năng chống lại âm thanh xung quanh của nó như thế nào giả dụ như là mình uh, trong quá trình chúng ta thóc bóc ở ngoài trời hội trường hoặc là ở nơi đông người hoặc đơn giản là chúng ta làm video quay tại nhà giống như mình ở đây mà mình hay mở loa ngoài chứ mình không sử dụng các headphone mình đeo vậy vậy là mình phải xem xét cái khả năng là chống chịu của nó đối với cái việc là khi mình mở âm thanh bên ngoài nó sẽ như thế nào ok và bây giờ mình sẽ play một đoạn nhạc bên ngoài và mình sẽ nói chuyện qua hai cái microphone này và chúng ta so sánh. Ok và bây giờ nhạc đã lên rồi và bây giờ chúng ta đang nghe giọng của mình ở trên cái microphone postmic và chúng ta sẽ nghe tiếng ồn xung quanh. Tất nhiên là ở đây góc độ của mình đặt cũng không chuẩn lắm. Nó sẽ có một chút loa ở phía bên cạnh sườn đến từ microphone này vào. Và bây giờ bạn đang nghe âm thanh đến từ microphone XML770 và bạn hãy thấy rằng là để thu âm tốt thì mình phải giữ khoảng cách rất là gần như thế này Và bạn hãy nghe không gian môi trường nó như thế nào Âm thanh bên ngoài nó có bị tác động vào không Vấn đề tiếp theo là Ê, giả dụ như là bây giờ mic này thì podcast ok rồi Vậy thì đối với âm thanh âm nhạc nó sẽ như thế nào đối với âm thanh âm nhạc bạn sẽ cảm thấy thế nào bây giờ chúng ta sẽ có một cái đoạn guitar và mình giả hát mấy câu vớ vẩn ra thì để các bạn nghe chất âm đến từ microphone này và thường thường là các bạn hát thì cũng mình cũng cố gắng cài đặt nó cũng tương đối là bình thường thôi cũng không phải là quá cầu kỳ ngoài tai nhưng lời nói chê bai bỏ ngoài tai nhưng điều quá là sai chắc chắn một điều sự tốt lành sẽ hiện quanh đây nào bạn ơi đừng sống ẩn mình như thế nào bạn ơi hãy sống tốt hơn còn nếu không thì sau này sẽ thực sự là khó khăn 啦啦啦啦啦。La, la, 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 la. tai nhưng lời nói chê bai bỏ ngoài tai nhưng điều quá là sai chắc chắn một điều sự tốt lành sẽ hiện quanh đây nào bạn ơi đừng sống ẩn mình như thế nào bạn ơi hãy sống tốt hơn còn nếu không thì sau này sẽ thực sự là khó khăn la 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 Rồi các bạn nghe âm thanh đó chính là âm thanh đến từ microphone mic và microphone XBL 70 Mỗi mà microphone nó sẽ có một cái đặc điểm đặc tính khác nhau và chúng ta sẽ lựa chọn tất nhiên là tiền nào thì của ấy, ít tiền thì nó sẽ có những cái không vui ở cả cái ít tiền, còn nhiều tiền nó cũng sẽ có cái vui của cái nhiều tiền. Vậy thế là đối với những người bạn nào mà đang đam mê với âm nhạc và đang tìm hiểu liên quan đến âm nhạc thì mình nghĩ rằng là với mỗi mại cái tính chất âm thanh dù ít tiền hay đắt tiền thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết tốt để chúng ta có thể lựa chọn chiếc microphone hoặc là thiết bị cũng như là cách làm của mình đúng nhất trong quá trình chúng ta làm việc liên quan đến âm nhạc và luôn luôn có suy nghĩ đúng cách làm đúng và có những cái nhận định đúng trong quá trình chúng ta làm nhạc với âm nhạc xin chào các bạn hẹn các bạn ở clip lần sau nhớ like share subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip nữa nhé xin cảm ơn các bạn bỏ ngoài tai những lời nói chê bai bỏ ngoài tai nhưng điều quá là sai chắc chắn một điều sự tốt lành sẽ hiện quanh đây